Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù. Sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng mức án 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tối ngày 21 tháng 9, phiên tòa xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đã kết thúc. Theo đó, bị cáo Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù, bị cáo Đặng Anh Quân, 45 tuổi. Cựu giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, và Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty Chính phủ Đại Nam, đều bị tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Trước đó, khi nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng bày tỏ sự ân hận, đau khổ khi không kiềm chế được bản thân để trở thành bị cáo như hôm nay và bỏ dở bao nhiêu tâm huyết giúp cho người nghèo, người bệnh tật suốt 18 tháng qua. Mong tòa xem xét vì sao bị cáo phạm tội, xem xét bị cáo đã đóng góp cho xã hội. Hoạt động bền lâu, không phải muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Bị cáo làm lâu dài, như trong đại dịch bị cáo bán nhà bỏ tiền mua bình oxy, bảo lãnh công ty mua oxy để cứu dân trong đại dịch, bà Hằng nói. Các bị cáo Nhi, Hà và Tân đều mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo để về lo cho gia đình. Là người cuối cùng nói lời sau cùng, bị cáo Tân nói đây là trải nghiệm có nhiều cảm xúc, bị cáo dám đấu tranh, phản biện xã hội nên không ân hận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.